không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp cho mình. Làm đẹp ngoài việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, người phụ nữ còn phải biết trang điểm, biết chọn cho mình những trang phục đẹp. Hôm nay các chị em phụ nữ phường Nại Hiên Đông chào đón quý vị trong trang phục đủ sắc màu rực rỡ, với gam màu trắng đen trong trang phục công sở, bắt gặp những hình ảnh trẻ trung năng động và thanh lịch, sự gọn gàng thanh thoát trong trang phục công sở tạo cho người phụ nữ thêm tự tin trong giao tiếp. Cái đờn giữa họa tiết màu đen hoa văn, bộ trang phục dễ thương này làm tôn thêm nét đẹp kiều diễm cho chị em. Và với mẫu váy này, chị em có thể đi dạo phố hoặc đi dự tiệc sinh nhật đều đẹp, với đường nét thanh thoát hồn sắc hồng, tạo được sự uyển chuyển cho phụ nữ chúng ta xinh đẹp hơn, tươi trẻ hơn. Với chất liệu mềm mại trong trang phục dạ hội màu xanh đỏ, kiểu dáng sang trọng, người phụ nữ dường như có sự đột phá, đó chính là điểm nhấn của những người phụ nữ hiện đại. Với những đường nét của chiếc tầm dạ hội tạo nên sự sang trọng, đi xa cho chị em phụ nữ chúng ta. Với gam màu trắng thanh thoát, hòa quyện với màu vàng rực rỡ của mùa xuân, tạo nên nét đẹp dịu dàng cho trẻ em trong trang phục áo dài truyền thống. Áo dài Việt Nam là sự hài hòa giữa cái đẹp của trang phục và vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông. Chiếc áo dài là niềm kiêu hãnh của dân tộc, là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, một hình thức không gian văn hóa có giá trị đã được UNESCO công nhận năm 2002.
trình biểu diễn bộ sưu tập thời trang duyên dáng của game phụ nữ phường Nại Hiên Đông đến đây xin được kết thúc. Cuối cùng xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn.